IQ với vu trông với các bạn ở nước ngoài thế này. Bây giờ mình muốn nói xấu cộng sản gì nói, nhưng mà rồi mình cứ phải về cùng thăm quê hương một lần đã, về thăm quê hương một hai lần đã, thì rồi thăm đất nước, thăm Việt Nam, thăm con người Việt Nam. Tôi muốn nói xấu thì nói, chứ cứ bên thì về không dám về, thì cứ lúc nào cũng xấu cộng sản thì mệt quá. Bao nhiêu chú nói lưu lưu là bao nhiêu người tù binh Pháp, những người tù binh Mỹ, những người tù binh Nhật Bản ấy, khi ta vào, khi ta bị bắt vào tù binh và bị, khi bị cộng sản bắt tù binh, thì khi người ta thả ra ai người ta cũng mến cộng sản hết, ai ta công nhận là cộng sản, là ai công nhận là cộng sản là sống có trước có sau, sống nhân đạo. Bây giờ các bạn ở bên ấy thì cứ lúc nào cũng nói xấu đất nước chúng tôi, lúc lúc nào cũng nói xấu về cộng sản, nhưng mà người dân ở trong nước tôi sống cứ thấy sống được, vậy chả có gì cả. Bây giờ các bạn nói các bạn tự tin tưởng người dân Việt Nam chứ, các Đúng bạn chả rồi, tin tưởng đâu. AQ không nói xấu Việt Nam, nhưng mà vấn đề là Không, nhưng mà có nhiều AQ bạn chứ giả không phải với AQ. avatar nó hơi bị xỏ lá Việt Nam nha anh AQ. AQ thì không nói xấu, nhưng mà có anh Hùng Phạm rồi một số người. Mong các anh các chị bên mình làm ăn giàu có đi, về Việt Nam du lịch vài lần đi. Đáng là không có camera. Mình về mình về mình du lịch vài lần đi, mình thăm quê hương đất nước, đâu phải thăm thăm Đảng Cộng sản đâu mà sợ. Thăm người dân chúng tôi giống như cháu Lưu Ly, thì tụi tôi đi để thăm quê hương đất nước, đi du lịch đi, thăm đi, thăm loài giống con rồng chó tiên mình đi, để muốn chửi nào chửi. Và những anh Hùng Phạm với các bạn vô trong, nhiều khi các bạn cứ chửi là chúng tôi ở đây bưng ngô. Bây giờ ở Việt Nam mình là toàn bộ từ vĩ tuyến 17 ra, là nhà nào có đất có nhà rồi cộng sản nó cho lưu niệm, nhà nào cộng sản nó chia cho mỗi nhà vài miếng đất, nó chia mỗi nhà vài sào đất, có nhà thì vài mẫu, và cộng sản nó chia cho. Còn từ vĩ tuyến 17 đổ vào là toàn dân tự nhiên ra, cứ phát cứ dọn cứ ủi thì cứ lấy thôi, có nhà vài mẫu, có nhà vài chục hecta, cứ lấy được cộng sản cấp thừa đó cho, giờ mang thế chấp ngân hàng lấy tiền làm ăn vậy. Cộng sản thằng ác thế, cho có cái nhà nó cho cả triệu đô la luôn lưu niệm. Ở Vâng. trong một chú thì người Bắc, trong chú vào trong miền Nam nó biết đấy, ở trong miền Nam có nhiều nhà trúng đất trúng cả triệu đô la, trúng mấy triệu đô la đó, giờ mới có hecta đất bây giờ nó lên cả tỷ, cả triệu đô la luôn. Chú vùng hôm nay có hecta đất là 20 tỷ 30 tỷ một hecta, có nhà có mấy hecta luôn, 20 tỷ là 20 tỷ hai mấy tỷ là hơn 1 triệu đô la một hết rồi. Vâng, đúng Chú rồi, vùng hôm nay vùng biên hòa thực nó ra tám mà triệu nói tôi chẳng biết cộng sản nó cướp cái gì của dân, nhưng mà nói này này, khi mà giải phóng đất nước xong là mỗi người được cấp cho một cái mảnh đất, đất như thường thường ở dưới quê nó cũng phải làm mấy sào, trên thành phố thì nó cấp cho cái nhà, chứ cái nhà đấy bây giờ bán ra nó là tính tiền tỷ rồi, nếu chả biết là đấy thì cộng sản lấy đất lấy tiền cho dân đấy, chứ còn đâu nữa mà các ông thì cứ cứ bảo là cộng sản cướp, chứ chẳng thấy cướp đâu mà người ta cho rất nhiều ấy. cho nhiều chứ. Bây giờ ở miền Bắc mình là đa số miền Bắc mình là có hàng 50-60 triệu dân, nhà nước cho đất chứ nhà nước chia cho, giờ cho luôn đó, giờ cho luôn rồi. ngày xưa Như ở chia ngoài ngày Bắc xưa là là mình tất gọi là cả chia là làng quê là đều được cấp đất hết, ngày xưa đây còn đúng có những rồi. người mà gọi là neo đơn mà không có đất không có nhà, cộng sản người ta còn còn làm đất là gọi cấp đất làm nhà cho, rồi là có những cái ngôi nhà gọi ngôi nhà tình nghĩa, rồi hiện nay là có chương trình gọi nông thôn mới, với những nhà nào mà vẫn còn gọi là nhà nghèo không cái nhà nó không đủ điều kiện để sống, nhà nước còn xây cho cái đấy là nhà nước cho chứ ở đâu nữa. Chứ bây giờ là những cái chương trình, nhiều chương trình nhà nước cho tiền lắm. Bây giờ đấy là chú nói Lưu Ly Nguyễn nha, ở miền Bắc là có tới 50 triệu dân nhà nước cho. Ngày xưa là nhà nước, ngày xưa chú cháu mới nói là nhà nước nước xóa là mù chữ này, nhà nước chia ruộng, chứ bữa nay là cho luôn chứ không phải chia nữa. Lưu Ly, ngày xưa mình cứ nói với các anh chị ở bên nước ngoài là Việt Nam là đánh đuổi thực dân, đánh đuổi đế quốc để chia ruộng cày cho dân nghèo thực dân, bữa nay là cho luôn rồi, bữa nay quốc hội họp cho luôn rồi đó. Ai muốn bán ai muốn đi làm gì làm, ai đền bù tự lấy tiền, nhà nước đền bù tự lấy tiền về xài thôi đó. Ở miền Bắc đấy, ở miền Nam người dân tự ra làm rẫy, tự tự phá tự lấy vậy. Giờ nước cấp đất rồi, có nhà là chúng có mấy triệu đô la tiền đất thì nó không chửi, có tiền cho nó bình thủy đi,
Có nhà bây giờ chúng mấy triệu đô la không chửi, cứ một vài triệu nhân oan là nó cứ nhìn đó nó chửi, nó Việt Nam hèn giặc ác vương nhân. Thì thôi mong các bạn muốn chửi chửi cứ về Việt Nam vài lần thì hiểu có gì đâu mà. Nói như Nếu về anh, nói như anh Sơn Tây đấy, nói như anh Sơn Tây anh ở bên Mỹ anh nói đấy, là Việt Nam không có dân oan. Bởi vì không có tòa dân oan. tuyên án như thế nào cứ thế mà làm, tòa tuyên rồi biết làm nào bây giờ. Thì anh phải đồng ý là tòa ở Việt Nam đã tuyên như thế rồi thì không có dân oan. Nguyên tắc Việt Nam là nguyên tắc là Việt Nam không có dân oan. Nên ai gọi tự gọi là dân oan nên người đấy là gọi là vu khống. Nên là mình không nói đến chuyện dân oan nữa. Chứ còn nói thật với các bạn ở trên diễn đàn, các bạn ở các bạn Việt kiều nước ngoài, tức là Việt kiều thì Việt Nam coi là khúc hận khúc ruột ngàn dặm. Chúng tôi không chửi cái, có một số bạn hiện nay là đang đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn cứ về Việt Nam đi thì biết là bản thân chúng tôi cho đi Mỹ tôi chả đi à, lưu ly ạ. Bản thân chúng tôi cho chúng đi, chúng ta đi đi Bây giờ thì chú không sang dám đây đi. chú còn làm được gì nữa? Giờ cái chú sang bên tiếng nhà biết làm thuê đi làm móng chân móng tay, còn lâu chú mới làm. Ở Việt Nam chơi quanh năm 10 tháng rồi. Ở bên đây là nghèo nghèo thì chú cũng có hai ba miếng đất, có hai ba cái nhà đi sang Mỹ làm con chó này. Nghèo cũng có là hai ba miếng đất, hai ba cái nhà chứ sang bên làm cái gì. Ở đây thì chơi bên năm ngày tháng, có nghèo giàu thì cứ ngày hai bữa vậy, thích ăn gì ăn, thích ngủ ngủ. Và Mình nói cho các anh các chị hiểu, các anh các chị bảo là mình bưng bô khổ vậy. Cộng sản nó ác, nó ác thì mấy năm nay nó cầm quyền dân nó bóp chết lâu rồi. Bây giờ chúng nó lưu ly nghe này, họ bảo cộng sản ác là không phải, là ví dụ nhà cháu có đảng viên chẳng hạn đi, nếu mà đảng viên nó ác vậy thì dòng họ cháu kêu là những người đó là bỏ đảng chứ theo đảng làm gì, lưu ly không nhận không phải không. Ví dụ nhà chú có một hai người nó theo đảng là đảng viên chẳng hạn, mà nếu đảng ác quá cứ chú bảo nó nghỉ không ngủ như đập cho chết luôn đấy, không bỏ đảng thì đập cho chết luôn đấy, từ về ra khỏi khỏi dòng họ luôn đấy. Có phải lưu ly có phải không? vâng đúng rồi Anh chị ở bên cái chị có đáng đáng là gì? Đáng là con người cũng như mình thôi chứ. Ta bảo đáng là đó, công thì được dân cái tộc là của bây người ta giờ bảo đáng đúng là rồi làm Việt gì? Nam như thế là khoảng 90% là đảng viên hết rồi, bởi vì những nhà nào nhà hai tầng cái là chúng nó gọi là đảng viên đấy, là gọi là cướp của dân cho nên là mới có tiền mới xây được nhà. Bây giờ chú cháu lên đây trái được đồng nào hơi nói câu một là bưng bô đảng viên, thằng này đảng viên cán bộ đảng viên cái gì? Bây giờ là nói các bạn nghe, đâu đảng viên đảng cộng sản ác vậy thì những cái gia đình mà có người nằm trong hàng ngũ đảng cộng sản, nếu ác quá vậy hơn bắt con cháu tao nghỉ đảng hay không nghỉ tao đập chết luôn đi chứ. Đảng từ ai? Đảng từ dân ra chứ đảng từ ai? Các anh các chị bên nói gì phải nghe cho kỹ, tìm hiểu được kỹ, nói như các anh các chị thua đảng viên thua cộng sản là phải rồi, thua là phải quá rồi. Bởi vì không không biết đảng viên là gì, không biết cộng sản là gì, là cứ bảo mấy thằng cộng sản nó chèo tàu đu đủ thì sao cho thua. Nghe nói cộng sản là xe xanh thì sợ xanh mặt chết rồi. Nói cộng sản nói cho cố vào xong nghe cộng sản kinh chết mẹ luôn đấy. Như kiểu dọa ma trẻ con ấy mà, cứ đôi khi dọa dọa nó thành ra là đi ra đường chả có con ma nào nhưng mà nó sợ. Thì Đảng viên là ai? Đảng viên dân ngày tộc ai? xưa Đảng viên là ai? họ cũng làm vậy đó. Rồi mấy mấy ông nước ngoài cái bọn cộng sản này đã đảng viên là ai? Đảng viên là từ dân mà ra, từ người dân người ta vào đảng để cống hiến đất nước, ta bảo nó cống hiến cho trí tuệ, cống hiến sức lực cho đất nước. Có nhiều em nhiều cháu năm nay có 16, 17 tuổi cũng cảm tình đảng lưu niệm. Ở trong ở Việt Nam có nhiều em mới học cấp ba thôi 17, 18 tuổi cảm tình đảng rồi, người ta vào đảng để cống Nhưng hiến mà đất nước này. thành phần đấy hiếm lắm. Đâu Việt Nam đây học sinh cấp ba vào đảng nhiều lắm, có cháu vào đảng nhiều lắm. Đảng nó phải trên 18 tuổi mới được kết nạp chứ. Không thì 17, 18 nó bắt đầu cảm tình thì mà cháu Vâng, cảm tình, nhưng mà đã từ lên cảm là tình đã ấy, là cảm xong tình là lại đáng rồi. còn phải làm đảng viên dự bị này, ôi còn nhiều lắm. À đúng rồi. Thế nên là các anh các chị không biết đảng viên là gì, bên nó cứ bảo là mở bưng bô cho đảng, đảng viên lại đảng viên từ dân, từ con cháu của dân, từ anh em của dân ra. Nếu đảng ác quá vậy, ác cái dân tộc vậy thì gia đình ta sao, gia đình ta cho theo đảng được, gia đình ta sao cho vào đảng được. Người ta nhận những người đảng viên nó nhận cái đảng sáng áp về tự tự rút, tôi rút được khỏi đảng chứ lưu ly chưa, đảng nó có bắt gì đâu. Nếu mà đảng ác quá xé thì đảng là rút được khỏi đảng ngay chứ làm gì có cái chuyện đấy. Thế là mấy anh mấy chị ở nước ngoài là không hiểu đảng viên là gì cả, không hiểu chế độ cộng sản là gì cả, cứ thấy hai chữ cộng sản là cứ vỡ mặt ra luôn kỳ vậy. Anh Hùng Phạm cứ đi đâu mất thì không thấy đâu nữa, khổ vậy. Thì đến giờ làm rồi, nói chung là đến giờ làm rồi nên là không
không không không lên được, sáng tranh thủ dậy sớm một tí vào diễn đàn thôi. Thì A Quy lúc nào thì về thăm quê hương mình đi. Nói chung là như thăm quê hương, thăm của tôi đi, uống cà phê anh em chơi, em nói chuyện gì hết. Để em trả thì gặp lời gỡ vài người đảng viên cho A Quy. Để em trả cho lời. Gặp rồi cho A Quy gặp mấy người đảng viên, mấy người cán bộ xem là ta ác cỡ nào, xem là ta có Đây nào. là để bây giờ hiện bây giờ là hàng rất ít, để cho trả lời cho anh A Quy một tí, để cho nó diễn đàn nó có chất lượng một tí, chứ còn mình lên mình cứ chửi bới. Cảm ơn chú nhá, cho đấy chúng tôi Rồi. chia Nói chuyện sẻ mọi người.